Xin chào tất cả các em, chị là Rita từ Du học Inspido. Đối với nhiều bậc phụ huynh thì việc cho con mình đi du học sớm không phải là một quyết định dễ dàng bởi những lo lắng về khả năng tự lập, hòa nhập về sự tự tin của con trong môi trường quốc tế. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để con phát triển toàn diện cả về kiến thức và nhân cách, là bước đệm vững chắc cho tương lai sau này. Ngày nay khi mà kinh tế và công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì phụ huynh tìm hiểu về du học sớm cho con ngày càng nhiều, đặc biệt là Singapore được xem như một điểm đến sáng giá bởi nền giáo dục tiên tiến, đặc biệt là hệ công lập được hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ. Học hệ công lập thì các em sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển cho tương lai sau này, bởi vì mình sẽ được học trong môi trường chất lượng nè, về có cơ sở vật chất tối tân, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Điển hình là Singapore chỉ có 6 trường đại học thôi, nhưng cả 6 trường đại học này đều nằm trong top những trường đại học hàng đầu thế giới. Tuy nhiên thì để vào các trường cao đẳng công lập, cao đẳng đại học công lập Singapore không phải là một điều dễ dàng, bởi vì các trường thường có cái quy trình tuyển chọn khá là gắt gao, xét các môn học dựa trên điểm của các kỳ thi chính phủ như là IGCSE, O-Level, A-Level. Vậy làm thế nào để giúp các em có thể vào học tại các trường cao đẳng đại học công lập Singapore? Thấu hiểu được nguyện vọng cũng như là trăn trở từ phía phụ huynh, Du học Inspido Edu phối hợp với Học viện MDAS tổ chức buổi hội thảo với chủ đề Học MDAS Singapore, con đường tốt nhất để vào các trường đại học hàng đầu thế giới. Buổi hội thảo sẽ xoay quanh về định hướng chương trình du học sớm, về vạch định lộ trình phù hợp cho con, về chi tiết chương trình IGCSE, O-Level, A-Level với những ưu điểm và những khó khăn mà các con sẽ gặp phải trong quá trình học, cũng như là cái cách để vượt qua những rào cản để đạt được kết quả tốt nhất. Khi tham gia vào chương trình hội thảo thì ngoài việc được chia sẻ về du học Singapore, về chi tiết chương trình học, về đời sống tại Singapore, thì các em cũng sẽ nhận được những cái ưu đãi hấp dẫn từ chương trình. Xét học bổng trực tiếp trị giá 2.000 đô với đại diện trường, được tặng khóa học tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng tại Inspido Edu, miễn 100% phí ghi danh khi đăng ký nhập học tại trường MDAS, miễn 100% phí dịch vụ khi đăng ký du học tại trường MDAS, và tặng vé máy bay một chiều từ hãng Vietnam Airlines hoặc Singapore Airlines khi sang Singapore. Bên cạnh những ưu đãi đặc biệt từ chương trình thì các em vẫn sẽ nhận được những cái ưu đãi và hỗ trợ thông thường từ Inspido Edu. Buổi hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 9:30 sáng ngày 22 tháng 2 năm 2020 tại số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận Nhất. Để đăng ký tham gia miễn phí vào chương trình thì các em chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ vào số hotline 0943 556 128 hoặc email info@inspiredoedu.com. Nếu các em có bất kỳ thắc mắc gì thêm về du học Singapore hoặc trường MDAS thì đừng ngần ngại liên hệ với Inspiredo để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi video và hẹn gặp lại các em trong chương trình hội thảo MDAS Inspiredo Edu nhé.